Hải Sơn rất vui được gặp lại các khán giả của Đồng Hồ Duy Anh. Có lẽ đã lâu rồi chúng ta chưa khám phá thêm một mẫu Diver, một trong những kiểu đồng hồ thú vị nhất mà Sơn từng biết. Vốn dĩ là đồng hồ thể thao nhưng cũng có thể kết hợp hoàn hảo với trang phục đi làm hàng ngày. Và hôm nay Sơn sẽ giới thiệu đến cho các bạn một mẫu Diver đặc biệt đến từ Tissot. Đó là chiếc SeaStar Automatic T066-407-110570. Mình sẽ bắt đầu với chiếc đồng hồ này. Trên tay mình đang là một ngôi sao của biển cả, Tissot SeaStar. Nhà sản xuất đồng hồ đến từ thị trấn Lơ Lốc hiếm khi tung ra những mẫu đồng hồ lặn. Nhưng mỗi chiếc Diver của Tissot đều rất là tuyệt vời. Điển hình là chiếc T066 này. Nhìn qua thì chúng ta đã có thể thấy ngay những nét đặc trưng chỉ có trên các mẫu đồng hồ lặn. Đầu tiên là thiết kế vành bezel dày, bao bọc xung quanh mặt số. Bezel này đóng vai trò biến một chiếc đồng hồ ba kim bình thường trở thành một chiếc Diver thực thụ. Các bạn có thể thấy ở phía góc 12 giờ là một hình tam giác cân với đỉnh hướng về phía trung tâm. Chi tiết này sẽ đóng vai trò là mốc số 0 cho tính năng đo thời gian lặn. Nhìn sang bên phải, chúng ta sẽ thấy bezel được chia thành nhiều vạch nhỏ và kết thúc bằng con số 15 ở góc 3 giờ. Cách sử dụng của chức năng này là bạn sẽ xoay vành sao cho mốc số 0 trùng với vị trí của kim phút. Khi kim phút chạy đến số 15, tức là đến lúc thợ lặn phải quay trở lại mặt nước. Bezel này được thiết kế cơ chế xoay một chiều nên bạn sẽ không cần phải lo lắng khi thời gian bị tăng thêm, gây nguy hiểm khi lặn biển. Để hỗ trợ cho tính năng này, các vạch số và kim đều được phủ dạ quang Super Luminova siêu sáng. Nếu những chấm tròn gợi nhớ đến chiếc Rolex Submariner huyền thoại thì bộ kim lại là đặc trưng của Tissot, với kim giờ và kim phút hình mũi tên với đuôi rỗng, còn kim dây có đuôi hình chữ T đặc trưng và màu xanh nhạt lạ mắt, rất hiếm thấy trong các thiết kế đồng hồ. Dòng chữ SeaStar và các vạch trên chaptering cũng có màu này. Thân vỏ của chiếc SeaStar này cũng đúng chất thể thao với thiết kế góc cạnh mạnh mẽ. Cạnh phải là núm chỉnh giờ với khóa screw down để đảm bảo cho tiêu chuẩn chống nước lên đến 300m, cao gấp rưỡi so với tiêu chuẩn của đồng hồ lặn thông thường. Để chỉnh giờ, bạn phải xoay núm trước để mở khóa rồi mới rút được núm như mình đang thao tác. Nhưng tính năng đỉnh nhất trên chiếc Tissot này phải nói đến là van xả khí heli ở cạnh trái. Ở độ sâu lớn, các phân tử heli trong nước có nồng độ cao và với một kích thước nhỏ, chúng dễ dàng thâm nhập vào, tạo ra một áp lực lớn từ bên trong và có thể phá hủy đồng hồ. Van heli có chức năng điều áp, xả bớt khí heli ra ngoài để đảm bảo đồng hồ hoạt động an toàn và ổn định. Đây cũng là tính năng không hề có trên các mẫu Diver thông thường. Bên trong chiếc SeaStar là cỗ máy ETA 2824 huyền thoại, vốn được ưa chuộng bởi rất nhiều thương hiệu danh tiếng trên thế giới. Dây và vỏ đều được làm từ thép 316L bền chắc và được hoàn thiện rất là kỹ lưỡng. Kiểu khóa đặc trưng của đồng hồ lặn với một đai an toàn cũng giúp bạn hoàn toàn yên tâm, dù va chạm mạnh thì khóa cũng không hề bị bật ra. Lên tay chiếc đồng hồ này thì có cảm giác khá đầm tay, đúng chất một chiếc đồng hồ thể thao. Bạn có thể thoải mái mang đi bơi, lặn, đi chơi hay thậm chí đi làm hàng ngày nếu như môi trường công sở của bạn không cần phải quá trang trọng. Đó chính là lợi thế của Diving Watch. Với giá bán lẻ chỉ hơn 20 triệu đồng cho một mẫu đồng hồ sở hữu thiết kế đẹp mắt, tính năng và độ hoàn thiện cao cấp, mình nghĩ đây là sự lựa chọn rất tuyệt vời cho những ai cần một chiếc đồng hồ đa dụng và ưa thích phong cách thể thao khỏe khoắn. Nếu bạn cũng là một người như vậy, hãy đến các showroom Duy Anh để lên tay và cảm nhận nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại. Và nếu các bạn là một người yêu đồng hồ, hãy ấn like và đăng ký kênh YouTube của Đồng Hồ Duy Anh để tiếp tục đón xem những video clip thú vị nhé.